Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thô một tô cần có ký hiệu là SBORN các bạn, tự dán là Fancy nha các bạn. Đây thì dự án này nó đang phát triển các bạn. Tổng cung của nó là rất là nhiều luôn các bạn. Nó sẽ thi quỹ là 26, số này mình đọc không được luôn các bạn. Thì cũng có 1898 holder thu đang nắm giữ token này nè các bạn. Thì hiện tại token này nó đã có mặt ở trên CoinGecko nha tất cả các bạn. Thì con này tổng cung của nó khá cao. Hiện tại nó trong đà phát triển nè các bạn. Thì những dự án hold thế này thì mình không có khuyên khuyết các bạn hold các bạn. Mình thấy cái chỉ số nó đang đi lên nè các bạn. Hiện tại con này nó cho giao dịch qua đại lý chính sàn BankGK Swap V1 và V2 luôn các bạn có thể swap được cả V1 và V2 các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần copy cái con chắc dưới phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Thì những giá thế này mình các bạn bỏ ra 5-3 đô, 10 đô gì các bạn hold các bạn. Không, mình không có khuyến khích các bạn nhiều các bạn. Đây thì những kèo thế này cũng ăn chắc rủi ro lắm, cao lắm các bạn. Rồi các bạn mở cái địa chỉ sàn BankGK Swap của tất cả các bạn ra nè các bạn. Mình chỉ review của bạn thôi chứ mình đâu có tiền rep, tiền bộng gì đâu. Sau khi các bạn mở cái địa chỉ sàn BankGK Swap xong thì các bạn add con chắc của nó vào sàn BankGK Swap nha các bạn. Con chắc ở để phần link mô tả đó. Rồi các bạn bấm vào ADD nha các bạn. Support. Rồi các bạn bắt đáp lại. Dòng trên đầu thì các bạn chọn tên token của nó nha các bạn. Đây là nó nè. Rồi bạn bắt đáp lại. Mình sẽ hold 0.15 đi. 0.015. Hiện tại con này đang tăng, hồi nãy đang lên, đang làm video cho các bạn mà nó tăng giá. Rồi các bạn bấm vào swap nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào confirm swap nè. Mình sẽ mắc phi mạng là 0.0008 BNB khoảng 1 đô các bạn, quất luôn. Mình mua 8 đô mấy, chấp thuận. Các bạn chờ chút xíu các bạn, cầm VinView xong scan. Ok, như vậy mình đã hoàn thành giao dịch các bạn. Thì các bạn trở về mình địa chỉ chút code của mình nha các bạn. Các bạn chọn vào 3 trường hợp bên cùng nữa các bạn. Các bạn dán con chắc nó vào nữa các bạn. Kèo này mình thấy khá là ngon đó các bạn. Rồi các bạn mở ra nha các bạn. Chưa trừ nữa, các bạn nó đang scan các bạn. Rồi trừ được rồi các bạn. Vì mình đã được 6 tỷ. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim con token spot đến đây cũng kết thúc các bạn. Hiện tại giá đang tăng nè. Vì video mình đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.